What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Sport Gear. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bản phím cơ nữa. Và em này sẽ là một trong những cái bản phím cơ hiếm hoi với cái layout là 108 đây. Và với cái tầm giá khoảng tầm 1 triệu đổ lại thì mình nghĩ đây là một trong những cái con bản phím cơ mà rất là đáng giá cho anh em. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đập hộp và review sơ qua bản phím cơ này nha. Let's go. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy cái vỏ hộp của nó cũng khá là đơn giản thôi, không có gì, một hộp giấy bị cạc tông như thế này. Chỉ có điều là nó để ở ngoài là sẽ là cái bàn phím 108 thôi. Đó, cái hộp của nó cũng rất là dài luôn. Do con này sẽ là layout 108 nên cái hộp của nó sẽ dài hơn những cái hộp bình thường khác. Phiên bản mình mở hộp sẽ là phiên bản màu trắng. Thế nữa mình sẽ cho các bạn xem, sẽ xem bên trong có những gì nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cuốn hướng dẫn sử dụng. 500 anh em nhớ giữ cái cuốn hướng dẫn sử dụng này lại nhé. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều chức năng ở đây. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái dây cáp Type-C. Dây cáp này mình thấy nó rất là bình thường luôn. Cũng không có gì đặc biệt. Nó sẽ có thêm cả đầu từ Type-C sang Type-C nữa. Đổi hai loại được. Từ Type-A sang Type-C và từ Type-C sang Type-C. Rất là ngon. Cái như thế này thì chúng ta có thể sạc được bằng những cái củ sạc khác. Hoặc là chúng ta cắm vào những cái laptop đời mới bây giờ thì nó sẽ dùng cụm Type-C. Đây chúng ta sẽ được tặng kèm hai cái switch giữ phòng. Chúng ta sẽ có thêm một cái kim switch puller. Hết rồi. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, em bàn phím. Từ nãy giờ thì chúng ta vẫn chưa biết được em bàn phím này của hãng nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là của hãng Redsun. Đó. Và cái mã của nó sẽ là HW108. Tuy nhiên thì con này có một cái đặc biệt nha. Đây, các bạn nhìn này. Phía trước thì các bạn nhìn thấy rõ là không hề in một ký tự nào ở trên luôn. Nhưng thực ra ký tự của nó sẽ được in ngang như thế này. Mình sẽ nhổ cái cáp lên cho các bạn xem. Đây, cái cáp của em này thì sẽ là cái cáp ABS double shot thôi. Như các bạn thấy thì nó sẽ có một cái lớp nhựa trong ở phía bên trong này. Ký tự của nó sẽ được in ngang. Chuẩn thì sẽ là chuẩn OEM nhé. Ở phía trên thì chúng ta sẽ thấy nó bỏ trống, không có in gì hết. Như kiểu như này thì nhìn cũng khá là hay ho. Nếu mà chúng ta nhìn từ trên xuống dưới thì nó sẽ hoàn toàn là trắng muốt luôn. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta để nghiêng, nhìn từ phía mà mình hay sử dụng bàn phím để trên bàn thì chúng ta sẽ thấy được các cái ký tự ở phía trước đây. Rất là hay ho. Mặc dù là mình không bật đèn LED nhưng mà nó vẫn in rõ các ký tự ở phía trên này. À, như các bạn thấy thì em này sẽ là dùng layout 108. Ngoài những cái nút chức năng bình thường ra thì chúng ta còn có thêm các cái nút để điều chỉnh âm thanh ở phía trên này. Đây là 4 nút cộng thêm. Nó sẽ gồm có tắt này, tăng giảm âm lượng và có một cái nút nữa gọi là nút này để bật máy tính lên ở trên phần mềm máy tính ở trên Win ấy. Về cái chất lượng build thì mình thấy cầm lên cực kỳ là chắc chắn luôn. Tuy nhiên thì khi mình vặn thì nó vẫn sẽ có hơi cong vênh một xíu, hình như là do con này cái blade của nó sẽ là blade bằng PC nên nó sẽ hơi bị cong. Đó, đúng là con này sử dụng blade PC thật các bạn. Nó không phải là bằng thép cho nên mà khi mình cầm vặn xoắn thì nó vẫn sẽ có cái độ cong vênh. Do cái blade của nó sẽ là bằng PC nha các bạn. Với blade PC thì sẽ cho cái tiếng của nó đều hơn và cũng như là gõ nó sẽ mềm hơn. Đây, chính là cái này là cái đặc biệt của em này đây. Em này hiện tại đang là có hot swap 5 chân, mặt xuôi đàng hoàng luôn nha các bạn. Và như các bạn thấy là con này rất là hiếm hoi trong những cái dòng sản phẩm mà có mặt xuôi full size. Cực kỳ hiếm luôn á. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ có lót foam ở giữa mặt cũng như là phía dưới đáy luôn, đầy đủ cho chúng ta. Em này thì đang sử dụng đó là Red Switch. Tí nữa mình sẽ sao test cho anh em cái red switch này cũng như là cái tí nữa mình sẽ sao test cái red switch này cũng như là cái blue switch của con này luôn. Red switch này thì mình thấy nó là của hãng Xinjiang gì đó và mình gõ thì nó cũng khá là mượt. Tuy nhiên thì với cái switch này thì mình nghĩ nó chỉ là dùng tạm thôi, chứ còn nếu mà nói mà ngon thì chắc cũng là không đâu, tại vì con này nó giá rất là rẻ rồi. Được cái là con switch này nó không bị ping các bạn ạ. Còn một cái nữa đó là về cái staff của em này. Staff con này mình thấy nó làm rất là ngon nha các bạn. Nó đã được cân chỉnh sẵn rồi và cũng được lúc sơ qua. Và mình gõ thì nó cũng rất là mượt. Tí nữa mình sẽ sao test luôn cho anh em. Tuy rằng cái chất lượng keycap của em này thì chỉ là ABS thôi, nhưng mà mình thấy cái độ dày của nó khá là ổn. Nó rất là hiếm những cái bàn phím là có keycap stock mà nó làm ổn áp như con này. Rồi chúng ta sang mặt sau một chút nhé. Ở đây thì chúng ta thấy được rõ cái logo này, cái banner của cái sticker của hãng. Đó, một số cái thông số cơ bản như thế này. Ở dưới đây chúng ta sẽ có cái cần gạt để chuyển từ mod Bluetooth hay là không dây. Ở đây chúng ta có một cái khay để đựng USB receiver này, kickstand hai nấc, cực kỳ ổn áp luôn. Chúng ta sẽ có những cái đế cao su để
để mà chấm trơn trượt chỉ có 4 cái thôi. Tuy nhiên thì con này 108 cho nên trọng lượng của nó cũng khá là nặng rồi. Các bạn yên tâm là nó cũng ít bị xê dịch lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối nhé. Gạt sang chế độ không dây. Ok, sau khi bật lên thì các bạn nhìn thấy đó, LED của em này sẽ là LED RGB. Và nếu như chúng ta nhìn từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ không thấy các cái ký tự của con này xin LED, mà chúng ta phải lật sang ngang. Đó, chúng ta sẽ thấy LED nó chạy phía bên ngang như thế này. Khá là hài hòa đúng không? Đặc biệt là những cái thiết kế keycap như là chỉ dành riêng cho mặt xuôi thôi nhé. Tại vì mặt xuôi thì LED nó sẽ nằm ở phía dưới đây. Còn nếu như mặt ngược thì LED nó nằm phía trên này, thì khi các bạn bật lên thì những cái ký tự này hầu như là không thấy đèn nữa, đèn LED luôn. Trong phòng khá là nhiều đèn cho nên là cái đèn LED của nó không có được rõ ràng lắm. Tuy nhiên nếu mà các bạn tắt bớt đèn đi thì cái đèn LED để ngang này nhìn cực kỳ là chất lượng luôn. Tí nữa mình sẽ show cho anh em xem các cái chế độ đèn LED của em này. Ok, như vậy thì chúng ta đã có biết được là em này sẽ có đèn LED RGB, có mặt xuôi hot swap, 5 chân, đầy đủ các chức năng, lock frame đầy đủ full luôn, step cũng sẽ được cân. Bây giờ mình sẽ cùng check xem cái chế độ đèn LED của em này như thế nào nhé. Và chuyển sang phần sound test luôn. Mình sẽ sound test luôn cho anh em hai cái loại switch, đó là blue và red của em này luôn. Ok, như vậy là mình đã vừa mới sound test cho anh em xem hai cái phiên bản, đó là phiên bản Red Switch và phiên bản Blue Switch. Thực ra thì con này cái stack nó làm cũng rất là ổn rồi. Nếu như mà anh em khó tính thì có thể móc lại một xíu nữa. Tuy nhiên thì riêng về những cái như space, đó, ship thì nó làm rất là ok. Các nút này thì mình nghĩ do nó cũng là switch thường thôi, chưa có được lúc liếc gì, thì mình gõ nó sẽ hơi xạ một xíu. Nếu như mà anh em ngon thì anh em có thể muốn ngon hơn thì chúng ta có thể đầu tư một bộ switch xịn hơn. Còn về blue switch thì mình thấy nó rất là ok rồi, tại vì blue switch thì thực ra cái tiếng lắc tắt của nó thì cũng đủ át luôn cái tiếng xạ rồi, cho nên là mình nghĩ blue switch khá là ok, rất ổn cho những anh em nào mà thích cái tiếng lắc tắt của blue switch, một cái kiểu phím cơ đúng kiểu classic luôn. Thì tiện mình sẽ show cho anh em xem cái phiên bản màu đen luôn. Đây, phiên bản màu đen thì khi mà mình để trong văn phòng tối ấy, thì nó sẽ cực kỳ là nét luôn nha anh em. Đó, nhìn rất là khoái. Mình rất thích cái kiểu keycap mà nó xuyên nét mà chữ nằm ngang như thế này. Nhưng mà rất tiếc thì chỉ có mặt xuôi mới có hỗ trợ thôi.
Khi mình để trên bàn á, thì mình nhìn nó rất là chill luôn. Đó. Và nó cũng không hề bị chói mắt quá so với những cái bộ bàn phím khác. Về màu trắng thì như các bạn thấy rõ ràng là LED màu trắng nó sẽ tỏa đều và đẹp hơn nhiều so với lại cái phiên bản màu đen. Đó, tại vì màu đen thì lúc nào nó cũng bị triệt tiêu ánh sáng nhiều hơn. Và như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em con bàn phím HW108 của nhà Resun. Và đây là một trong những con bàn phím mà mình nghĩ trong tầm giá 1 triệu cực kỳ là đáng giá luôn cho những anh em nào mà đang thích một con bàn phím sử dụng để làm văn phòng, phải có yêu cầu là layout 108 và đặc biệt là nó sẽ có cả mặt xuôi cho anh em, có hot swap, có đầy đủ các chức năng, không dây, hot swap, LED RGB, full frame, start cũng đã làm rất là ok rồi. Nên anh em chỉ cần bỏ tiền ra mua một phát là về xài thôi. Còn tất nhiên thì nếu mà anh em muốn ngon hơn thì phải đầu tư một cái bộ switch tốt hơn rồi. Chứ còn giá tầm 1 triệu thì có nghĩa, mình nghĩ thì cũng ít có bàn phím nào mà có một cái bộ switch ok hơn. Nếu mà anh em có thắc mắc gì thì hãy cứ đặt câu hỏi trong phần comment. Còn nếu mà anh em muốn tham khảo giá cũng như là các cái thông số chuyên sâu hơn thì anh em click vào link trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn 500 anh em đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye!